Hôm nay là ngày chay nên mình á sẽ làm món đậu hũ sốt cà chua. Thì cả nhà nghe nói đến đậu hũ sốt cà chua thì nó quá quen thuộc rồi. Nhưng mà dưới cái video của mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món đậu hũ sốt cà chua mà cho tương cà, tương ớt vào thì nó sẽ có một cái vị vô cùng khác lạ và ngon. Thì mình xin mời cả nhà cùng vào bếp làm cái món này với mình luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đi mua đậu hũ về, mình sẽ chiên cho đến khi vàng giòn rồi mình sẽ vớt ra để láo dầu. Sau nữa thì cà chua để khi mình xào lên mịn mà không có bị lợn cọn á, thì mình sẽ bỏ cái phần cùi đi. Sau khi bỏ cái phần cùi xong á, thì mình sẽ dùng đầu dao nhọn, mình sẽ gập phía dưới ra hai đường. Sau nữa mình sẽ đun nước sôi, mình sẽ chế vào trong cà chua, mình để trong 10 phút. Và 10 phút sau mình sẽ lọt vỏ ra. Sau khi lọt vỏ xong thì mình sẽ bầm cà chua thật là nhuyễn. Kế nữa thì mình sẽ pha nước sốt. Nước sốt đó thì mình sẽ để phía dưới phần video, cả nhà cần thì tham khảo nha. Thường thì mình làm đậu hũ sốt cà chua hay cho tương cà tương ớt vào, nên mình cảm thấy á, cho tương cà tương ớt vào á, thì ăn nó sẽ rất là ngon và cái hương vị của nó lạ lắm cả nhà. Thì hôm nào cả nhà lạnh thì làm thử nha. Sau đó mình sẽ để qua một bên đi, mình bắt chảo dầu nóng lên, mình cho hành vào, mình đảo cho đến khi vàng, mình để cà chua vào bên trong. Mình sẽ dùng sạn đảo nhanh, đảo liên tục để cho cà chua tan ra và mịn. Khi mịn rồi thì mình sẽ đổ nước vào bên trong chảo. Sau đó nữa là mình sẽ để nước sốt vào luôn. Kế nữa thì mình sẽ dùng sạn khuấy đều lên cho đến khi nước sôi lên thì mình sẽ để đậu hũ vào bên trong luôn. Khi mình để đậu hũ vào bên trong thì mình sẽ dặn lửa nhỏ nhỏ, mình dùng đũa mình sẽ đè những cái phần đậu hũ nằm ở trên á, để xuống đặng cho gia vị thấm đều vào trong cái đậu hũ. Ở cả nhà mình cứ dặn nhỏ như thế cho đến khi á mà nước sắt xuống. Không biết á bạn thường ăn chay ăn món gì, chứ nhà mình thường ăn chay toàn là ăn đậu hũ. Đậu hũ chiên, đậu hũ xào, đậu hũ sốt cà chua, đậu hũ kho, rồi đậu hũ nướng. Sau khi nước sọt xuống như thế này là được rồi nè. Mình sẽ ra một cái dĩa. Ai ăn hành ngò thì để hành ngò vào nha. Thì mong rằng cả nhà sẽ hài lòng với cái video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.